Chúa đi, mau mạnh ra đây con. Con được tên gì? Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Thị Duyệt, là ở xã Giải Trừ Tây và Hạt Nguồn Sông. Con được ơn tủa là tựa lành cho con được hai quả thần mà chứ họ một quả họ cắt bật rồi, thần sợ nhiều họ cắt bật cho con một quả nữa. Thì con đau thì vô nhập viện 3 tuần thì họ nói với là đưa làm một quả con một quả thần thì nguy hiểm. Đây là một người bị bệnh thận và người ta đã cắt mất một quả thận, chỉ còn một quả thận mà quả thận ấy cũng yếu. Bây giờ là lúc chị đang bị cái quả thận còn lại nó đau, rồi cuối cùng chuyện gì xảy ra? Dạ, một có con một quả nữa thì hắn bị từ ngược đôi ba. Thì con vô nhập viện thì 3 tuần họ mới lên lịch thứ 3 bộ. Con nói riêng, họ có con người có cái đai của cha là họ cứ ngồi ngoài hành lang là họ nghe là con nghe theo, rồi con cầu xin tủa là thương chọc, lòng thương chọc chữa bệnh cho con, chứ con yếu đuổi không có cái sức mà mổ được. Thì con cầu xin 3 tuần, thì đến khi con nói về con nói đi mà cứ đi tận lòng cho mà không mổ được thì con xin ra viện. Thì bác sĩ nói đi ba mà ra viện thì đầy thần là ba tết. Thì con nói với cả con nói đi như mà đi bên mà đi dạ tuổi cung thì con đi về là siêu âm. Con cầu nguyện 3 tuần rồi thì con về siêu âm lòng cổ nó mà con nói đi nhưng mà về đi cho lòng hẳn mấy là con nói mà không đi cho đi cho lòng mà không đi đi về mang bộ nó thì mà chết nó y tao chị rồi. Con đến đây chưa? Dạ đến đây chưa? Dạ con đến đây rồi. Chú chữa chưa? Nhà chữa chữa con lên. Bạn có hai quả thận, nó cắt mất một quả thận, còn một quả thận thì là ứ nước độ 3. Rồi bác sĩ kêu là mổ mà bà vì không có tiền, mà bác sĩ bảo mổ thì cũng có thể chết, mà không mổ thì cũng có thể chết. Cuối cùng thì con bà mới bảo bà là đi đến với cha Long, đến với giáo điểm tin mừng. Bà đến đây và bà được Chúa chữa lành còn một quả thận và không phải cắt quả thận thứ hai, bà khỏe đến bây giờ. Thế mới đây cho tặng cho con cái máy 307 giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho con cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chữa lành cho con. Rồi mời cây con này đến đây chúng ta.